tôi ghi nhận những ý kiến trong buổi họp báo như sau. Hỏi là vấn đề của ông Hoàng Thượng, Phó Đại diện Bộ Truyền thông Báo chí Bắc Cali, xin mời ông Hoàng Thượng. Xin phép giới thiệu, tôi là Hoàng Thượng, Tổng Thư ký của lực lượng sĩ quan Thủ Đức và là Hội Truyền thông Người Việt Bắc Cali và Nhật. Kính thưa quý vị, nhận được email của anh Huyền Lương Thiện gửi đến chúng tôi. Chúng tôi thấy đây là một điều cần phải làm và anh Tâm đã làm được. Chúng tôi thấy anh Tâm làm điều này rất đúng. Tại vì những ép buộc, những cái chụp mù nó không đúng với sự thật. Mà nếu không đúng với sự thật thì nó trả lại cho người đó. Ai gửi tới không đúng sự thật thì trả lại cho người đó. Đó là quan điểm rõ ràng của lực lượng sĩ quan của chúng tôi như vậy. Và chúng tôi thường thường nói trên làn sóng phát thanh Cư An Cư Quy, chúng ta là những người Việt quốc gia, luôn luôn giữ cái bản chất, bản sắc của người Việt quốc gia. Đó là đạo đức và nhân bản. Đó là điều không bao giờ rời khỏi con người chúng ta được. Và chúng ta không bao giờ cầm nhầm credit của người khác để làm những công chuyện mà thực tế nó không phải là công việc của mình. Và chúng tôi hôm nay, Tâm thì cũng có những cái sai lầm, nhưng cái chuyện này Tâm vừa rồi đưa ra tòa một nhân vật, mà nhân vật đó luôn luôn lấy những cái điều ác để nói xấu cho người khác, đó là điều không bao giờ chấp nhận được. Và hôm nay Tâm đã gửi đến cho được hơn chúng ta một cái thông điệp: nếu ai còn chụp mù thì người đó chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là điều kiện mà chúng tôi muốn nói như vậy để hôm nay cho các cơ quan truyền thông báo chí có mặt ở đây. Và chúng ta làm truyền thông báo chí là phàm phải trung thực, phải có một cái kỹ thuật, mỹ thuật và một cái kinh nghiệm nào đó về truyền thông mới làm truyền thông được. Vì vậy nên cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn luật sư Nguyễn Tâm, cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi cơ hội nói lên điều này. Nhưng mà tôi hỏi câu này nhé, trong trường hợp luật sư Tâm mời một tổ hợp luật sư để nhận cái cây này thì toàn bộ cái chi phí mà ông tòa đã phán quyết Tâm thắng á, thì chi phí đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Cảm ơn anh Mão Hoàng Thượng. Hồi nãy tôi chia sẻ đó, không ai muốn tốn tiền ra để đi một vụ án như vậy, tốn rất là nhiều tiền. Quý vị nhớ kỳ trước hồi lâu vụ án kia mặt trận đó, ông Giang Nguyễn Thanh Hoàng báo Tiền Phong cách đây 30 năm mà cái vụ áo đó luật sư tiền lên 125.000 tiền luật sư, thật ra không ai có tiền mà để ta thuê, thành ra rất là tốn kém. Riêng tôi chỉ xin cái án phí 435 đồng nhưng mà được án phí thôi. Nhưng có cái việc quan trọng anh Cao Hồng nói hồi nãy mà tôi xin chia sẻ, mà tôi rất muốn gửi tới, mà nhân tiện các quý vị vừa nói đó, là khi làm việc cộng đồng chúng tôi chấp nhận sự phê bình, và chúng tôi đáng được phê bình, đáng được, với điều kiện là phê bình cái việc đó sai, đúng, tốt, xấu là đương nhiên. Đặc biệt là với tư cách là như quý vị đã chọn là bất kỳ người không à, là nhưng mà ở cộng đồng đi ra tòa tôi chấp nhận cái phần chúng tôi chịu, thì bên phía bị đơn đã nộp cái đơn đó để hủy án đi, nhưng mà sau đó xử thua vì cái lời tấn công vu khống đó nó vượt qua giới hạn đặt cho mình. Tóm lại cái việc quan trọng là chúng tôi và chúng ta sẽ đều chấp nhận lời phê phán, lời phê bình, lời xây dựng, kể cả lời chỉ trích, miễn là cái sự phê bình chỉ trích đó nó nằm trong cái tinh thần xây dựng đóng góp, khác với tấn công cá nhân, chụp mũ và mà lì người ta, thì đó là điều quan trọng tôi muốn nói. Cảm ơn. Ở đây không có một người nào mà sống biết rõ những cái mọi cái sinh hoạt của cộng đồng ở Bắc Cali chúng ta, đó là nhà văn giáo sĩ bác Vũ Văn Lộc, đại tá Vũ Văn Lộc. Xin mời bác Vũ Văn Lộc có ý kiến. Xin chào toàn thể quý vị. Tôi có một cái vài cái nhận xét như thế này, là trong cái cuộc sống của chúng ta đó, những cái điều mà chúng ta ước mong đó khác nhau và không bao giờ hết. Những cái rắc rối của cộng đồng không bao giờ hết cả, và không phải là cộng đồng của chúng ta, cộng đồng của Mỹ, cộng đồng của các sát dân đều như vậy. Chúng ta phải chấp nhận là chúng ta nếu vào bây giờ không có ra sinh hoạt thì thôi, còn ra sinh hoạt phải chấp nhận đối xử như vậy. Và anh Tâm anh ấy nói mở đầu tôi thấy được, anh nói là ngày hôm nay không muốn có những cái vụ này xảy ra, thì cái điều đó là điều tốt.
nếu mà chúng ta cứ phải liên quan đến vụ kiện rồi chúng ta lại chiến thắng, chúng ta lại họp báo cứ tiếp tục như thế này thì cộng đồng của chúng ta không phải là hay ho gì. Nhưng mà anh Tâm thì hơn của chúng ta ở chỗ ấy là rồi, là anh biết anh nên phải giải quyết cái trường dân, cái đó là nhu cầu. Còn lại phải chịu đựng những người khác nhau, chịu đựng những cái ý kiến khác nhau. Tôi xin thưa quý vị, ông bạn thân của tôi mà đi khóa trước của tôi đấy, ông ta từng đứng trước cửa ông đà đảo Vũ Văn Lộc, ông đà đảo một trận đâu ra đấy. Nhưng mà chúng tôi tức nhau, nhưng mà chúng tôi hiểu nhau, và chúng ta phải hiểu, bởi vì chúng ta đang sống không phải là chỉ với chúng ta. Cộng sản đã tổ chức một cái buổi, tôi nghĩ là trong 40 năm qua tôi chưa thấy cái buổi nào mà nó tổ chức ở San Francisco một cái buổi lớn nào cả. Chúng ta không làm gì cả, chúng ta ở giai đoạn khác, thành ra đó là một vấn đề. Nhưng mà riêng cái vụ này đó thì tôi cũng thưa quý vị, vui là anh Tâm ấy thăng, tôi cũng là nạn nhân và anh Tâm nằm trong cái danh sách nạn nhân. Và tôi xin thưa quý vị, nạn nhân của mấy tay này đó toàn là người danh giá ngọn lành hết. Quý vị phải nhìn thấy trong nhà thơ, nhà văn, nhà bình bút toàn là tay ngon cả, và chúng tôi cũng hân hạnh ở trong danh sách đó, và Tâm ngày nay cũng vậy. Thế thì còn muốn gì nữa? Những người đó là những người mà họ chưa chửi và không cần biết lý lẽ, và nếu mà họ tìm ra được những cách họ chửi không lý lẽ thì lại còn ngon lành. Nhưng mà có một điều tôi rất buồn là những người mắng anh Tâm đều là chiến binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là sĩ quan, là chiến hữu của chúng tôi. Nó chửi tôi đã đành, tôi lại còn chửi cả thế hệ kế tiếp nữa, điều đó rất đáng tiếc, hết sức đáng tiếc. Mà tôi phải nói cho quý vị biết, mấy tay chửi đó viết lách rất ngon lành chứ không phải đâu, hay lắm. Những cái bài mà cứ chửi tôi thì nó đành, tôi thấy là giờ. Nhưng một bài nó viết như về những chuyện khác ấy, tôi thấy có nghiên cứu ngon lành. Và đặc biệt tôi là người viết văn, ngồi viết mà chửi người ta mà tìm những cái chuyện không có mà nói khó lắm chứ phải không. Tôi nói quý vị đố quý vị biết ngồi phải viết ra những chuyện gì, chuyện trời, chuyện đất. Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu chúng ta sống và của một cái phía bị mất nước. Ông Thiệu ông nói một câu rồi thứ hai, mất nước là mất tất cả, mất tất cả những cái lễ cương thử với nhau ở trong quân đội. Không cần có anh giỏi, anh cứ cấp trên là được mọi người theo lệnh, sang bên này cấp trên cấp dưới hết. Người ta viết cho tôi những câu mà tôi còn nhớ mãi, mà tôi thấy ghi lại tên đại tá chết mà chưa chôn là tôi ghi lại cái đó. Thấy tôi nói thật tình cái câu chửi ngon lành đó. Không có thể nào câu chửi được còn ác ô thơ nữa. Mình giết mà nhục, tôi giết mà nhục mà tôi làm được cái chuyện ngày hôm nay là tôi nhịn. Nhưng mà lẽ như anh tôi giết lên tâm để ra trận một lần để chia sẻ với anh em chúng tôi, cái đó là như vậy. Thành ra nên nhớ là chúng ta rất may mắn có một vài tên thôi, chứ nếu mà bây giờ mà có một chừng 100 anh nó biết như vậy thì chúng ta mệt đấy. Có 2-3 tên thôi. Thành ra vì vậy cho nên tôi có lời xin lỗi là chiến hữu của tôi ở trong quân đội sĩ quan và giờ mắng mỏ thế hệ kế tiếp và thế hệ thị tâm nặng nề như vậy, điều đó buồn lắm, rất là đáng buồn. Còn nếu mà trong trường hợp mà anh em đó mà chửi cấp trên là tôi thì tôi thấy tức nhiều quá, tức thì có lý hay không có lý không cần biết, tức quá. Nhưng mà đụng đến những cái thế hệ sau này tôi thấy không nên. Thành ra tôi ước mong là người ta thôi đi, nhưng mà tôi biết người này thôi lại có người khác. Thế hệ tôi ở đây 40 năm có nhiều thằng nó chửi tôi, tưởng là anh ấy thôi, lại có anh khác lên.
mấy anh thì sau này nó chửi còn ngon lành mấy anh cái trước nữa. Thành ra tôi nói thật thì sống thì phải chịu đựng, và chịu đựng nếu mà như anh Tâm ấy làm bác cảm ơn anh Tâm đã có tiếng làm tiếng được, nhưng mà bác cái võ của tôi là làm sinh thì tôi biết có thể làm được những việc và chúng ta thể hiện là không bao giờ những điều ống tiếng ve hết được, còn là phải tiếp tục đấu tranh thì cứ đấu tranh, nhưng mà hết chuyện này đến chuyện khác, và trong giai đoạn tới, giai đoạn sắp tới là giai đoạn quốc cộng ở cùng nước Mỹ, và cộng sản bây giờ nó làm đơn xin thay mình ngày xưa rồi, nó lại làm đầy tớ Mỹ ngon lành hơn mình ngày xưa rồi. Thành ra nên chúng ta phải sống ở một cái thời đại mà quốc cộng cùng có mặt ở đất này thì phải sáng suốt, phải làm mọi thứ, phải hiểu biết, phải chịu đựng. Và vì vậy nên tôi xin nói kết luận là trong quân đội của chúng tôi đã có một chương trình rất ít người tham dự được, là khóa huấn nhục. Vào trong chương trình huấn nhục đó đã bỏ loa xuống, hành hạ suốt đêm và lại còn bị chửi suốt ngày. Thành ra vì vậy nên bây giờ anh Tâm anh đã thắng và anh đã tốt nghiệp khóa huấn nhục nhục đặc biệt ở đây. Xin cảm ơn thân. Và quý vị đã thấy đó, một người bị lão niên lớn tuổi chia sẻ những cái tâm tình, và những cái tâm tình của ông ta cũng đáng suy ngẫm. Và sau đây xin mời nhà báo Huỳnh Hữu Thiện có bài lời. Dạ, cảm ơn Cao, cảm ơn nhà văn Cao Triều của Văn Lộc. Thật ra là tôi chưa muốn nói, tại vì Văn Lộc đang nói có một số vấn đề cũng có liên quan tới chúng tôi một xíu. Thì ông nói rằng là những cái người mà nạn nhân của những ông này đó là toàn là dân danh giá không, là tôi cảm thấy tôi sung sướng quá, là tôi là một trong những nạn nhân đó. Trong này chị Tình cũng là người danh giá để được nạn nhân mà rất là nhiều người. Và bác nói chuyện thứ nhất, thứ hai đó là ông khuyên chúng ta đó là nên chịu đựng. Nhưng mà thực sự quý vị biết là hoạt động đó, chúng tôi biết là đã ra hoạt động rồi đó, thì phải chấp nhận lời ông tiến về, chấp nhận bị nói này nói kia, nhưng chấp nhận nó cũng có một cái hạn nữa thôi. Tôi nói thực sự với quý vị đó, là hồi nãy luật sư Tâm nói, ông nó không có rõ đó. Trước khi ông Tâm kiện cái máy đó là tôi là người làm muốn kiện trước. Dạ vâng. Tại vì bởi vì ông vu cáo chụp mũ mà từ ngày này qua tháng nọ, từ năm nọ qua năm kia, không phải 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, mà mười mấy, 20 năm luôn. Còn làm có thể chịu đựng được không, thưa quý vị? Cho nên có lúc nào đó tôi gom tàn được hết. Thì tôi mới nói đó, là bây giờ tôi muốn phải nhờ pháp luật và nhờ luật sư Tâm giúp cho tôi cái này. Thì cái người mà can ngăn tôi đó, thưa quý vị, nó có hai người lúc đó không có mặt ở đây. Thứ nhất là ông Trường Kỳ. Và là ông nói thôi, tôi đưa hết hồ sơ cho Trường Kỳ ra. Tôi nói anh Trường Kỳ à, anh là người thân trong trên này. Ông đó, qua giờ tấn công em mấy năm nay rồi. Thì bây giờ chắc em phải nhờ pháp luật chứ không thể nào mà em chịu đựng được. Ông nói thôi, cậu yên chí đi, để tôi nói con kia máy, cũng sẽ không nói nữa thôi, cậu gì đi vả lại. Trời ơi, thì ở đây mấy chục năm cậu như thế nào, cậu hợp đồng người ta biết hết cậu thôi. Có phải ông kia máy, ông nói cậu A là người ta nghĩ cậu A, ông nói cậu B là người ta nghĩ cậu B đâu. Đó là ông Trường Kỳ, ông an ủi tôi như vậy, tôi ok. Và sau đó Trường Kỳ ok rồi, tôi nói chuyện với ông kia máy rồi, bữa ông Ngân không nói gì với thầy nữa. Tôi cảm ơn, tôi Ngân luôn. Nhưng mà ông Ngân được cái tiền 6-7 tháng, tôi phải cho ông là tấn công tiếp. Tôi là phàm nàn với lại anh Trường Kỳ tiếp. Nhưng mà thôi, nó thôi, tùy cậu, cậu cũng bỏ qua được, cậu bỏ qua. Nhưng cái người mà khuyên tôi á, tôi đừng có khiệt lòng Nguyễn Tâm. Hả? Thôi. Thì nhưng mà sau này kêu ông Nguyễn Tâm á, kiểu cái máy thì tôi rất thích cười, tôi nói tại sao? Cái buồn của tôi thì ông là, nói là Ngân đi, đừng có làm. Và các viên, anh thì anh làm. Đó. Thì anh Tâm trả lời đó, tại vì cái buồn của tôi là luật sư, tôi biết đủ chứng cứ và tôi biết có tiền là tôi thắng, còn tiền có thể là chưa cũng được, nhưng mà chưa có đủ chứng cứ, chưa có chắc thắng, tôi bỏ qua được thì bỏ qua. Thưa bà, đó là tôi xin thưa. Ngoài ra lúc này đó thì ông Lộc cũng có nói đó, là những cái người mà nó viết bài mà nó tấn công và nó vu khống mạ liền đó, tìm được những cái việc mà không có mà nói có là nó khó lắm, đúng không? Tôi nói có chuyện gần đây thôi, tôi có chuyện đây nè, gần đây nhất thôi.
Tức là khó dễ nha. Thưa quý vị rằng những việc này nó thường xuyên xảy ra lắm. Và nếu quý vị có nhắc tới một cái nhân vật là lão Mốc Nguyễn Thiếu Nhẫn, đúng, ông này cũng như lòng chim ái đó, cũng là thường xuyên liên tục là tấn công cũng như rất nhiều người trong cộng đồng này. Và gần đây nhất thì bác Lập ở đây chút xíu, xin mời ông Lập, xin mời mình mời ông Mốc có liên quan tới bác Lập. Thì đây là ngày 11 tháng 6, sau cái vụ va ba đó, thì ông lão Mốc Nguyễn Thiếu Nhẫn viết bài Đàn Khẩy Tay Nâu, nó dài lắm nhưng mà nó có một câu như thế này liên quan vừa tới ông Lộc và liên quan tới tôi luôn, không biết như thế nào thôi quý vị. Tôi đây là lão Mốc Nguyễn Thiếu Nhẫn nha. Tôi đã viết bài về chuyện Việt Nguyên Diêm phải vâng lời trùm rác David Dương đặt vòng hoa và khẩu hiệu với chữ From Va Ba vì ông Lộc Nghĩa Địa. Vì ông Lộc Nghĩa Địa đã nhận của David Dương 50.000 đô la theo lời tự thú của nhà báo Buôn Vua Huỳnh Dung Thiệp. Đọc là tôi mới dịch nãy mình biết cái việc này nó xảy ra không đó. Thì tôi xin hỏi bác Lộc, là có nhận ông từ David Dương rồng rác David Dương 50 ngàn đô la để mà nhận cái vòng hoa như lời cáo buộc của ông lão Mốc Nguyễn Thiếu Nhẫn hay không? Xin mời bác. Tôi xin trả lời. Bác lên đây luôn. Lên trả lời. Dạ. Các ông đó, tại vì ông nói rằng là ông tìm cái việc không nói có khó lắm. Ai? Tôi xin xác nhận là tôi đã nhìn thấy đồng bạc nào cả, không có nhận được số tiền nào. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là có lẽ sau từ đây đến sau này tôi cũng xin thương quý vị là chúng tôi cảm nhận được những thứ tiền như vậy. Và cũng nói thêm một điều nữa là quý vị mà xây dựng cái tượng đài đó thu được bao nhiêu tiền tôi cũng không biết. Chỉ đến khi vác cái tượng đài đó lên và tôi đã biết chuyện Dương nè, Việt Miêu Dương phải vâng lời trừng rất với Đức Dương đặt vòng hoa khẩu hiệu với chữ Ba Ba vì ông Lộc cái điều là ông đó đã nhận của Đức Dương 50.000 đô theo lời tự thú của nhà báo Vương Tô Hồng Thế. Thứ nhất, quý vị thấy không? Khi mà nghe cái câu này là ai thấy cũng giống như thiệt. Là ông Lộc nói đúng. Với cái tay này nó viết có khả năng viết lách, viết như là thật. Nhưng mà hoàn toàn bịa đặt. Hoàn toàn ông Lộc Việt Quý Dương đã xác nhận là không hề nhận được đồng nào cũng đến chứ. Không những thế thì làm sao mà có cơ còn thêm một câu thứ hai là nhà báo Buôn Vua Hình Như Thiện thú nhận tôi biết rằng lúc nào. Nhưng mà thực sự không có cơ hội nào để mà tôi nói cái này ra cả. Thì đây có cơ hội đây sẵn đây. Thì tôi thương cái việc đây là nói này là hoàn toàn sẵn. Và tôi muốn rằng phê bình được à, chúng tôi đang làm việc cộng đồng đó. Cái việc này phê bình chỉ trích không sao hết. Nhưng mà có thì nói, không có thì thôi. Thưa Việt xin có câu hỏi này cho cục người viên Nguyễn Tâm để coi như là một cái hình thức để được học hỏi về cái tiến trình và thủ tục mà pháp lý để sau này có thể biết đâu chúc Việt cũng sẽ gần đến cái việc mà thành công của cục nghệ viên Nguyễn Tâm trong những cái vấn đề mà đã trở thành một cái văn hóa gọi là văn hóa chửi, văn hóa buộc sống. Thì theo như cái press release thông báo báo chí của luật sư và ủy viên Nguyễn Tâm đưa ra và chúc Việt nhận được từ anh Thiện gửi đến, thì theo như dựa theo cái press release này thì ủy viên Nguyễn Tâm đã khởi kiện lên tòa thượng thẩm tức là Superior Court vào tháng 2 năm 2017. Và sau đó là cục nghiệp viên Nguyễn Tâm và bên phía bị cáo đã đồng ý hay là không đồng ý hay là dự định ra tòa arbitration là tòa hòa giải và mà trọng tài đó vào tháng 7 năm 2022. Nhưng rồi là bên phía bị cáo đã không chịu cái chuyện là phải bồi thường một đồng danh dự cho cục người viên Nguyễn Tâm, nên và bên phía bị cáo đã appeal nghĩa là kháng cáo. Thì đến ngày
10 tháng 8 vừa qua, nghĩa là năm 2023, thì tòa đã xử là cụ nghệ viên Nguyễn Tâm Thắng và bên kia phải bị phạt 10.000 đô la. Thì câu hỏi của Đức Việt, xin cụ nghệ viên Nguyễn Tâm cho biết là cái tòa mà xử vào ngày vừa tháng 8 vừa qua, ngày 10 tháng 8 vừa qua, là tòa kháng cáo hay vẫn là cái tiếp tục cái tòa mà luật lập mà cụ nghệ viên Nguyễn Tâm đã khởi kiện nộp lên tòa thượng thẩm vào tháng 2 năm 2017. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô Trúc Việt, xin lỗi bắt tắt có đề kỹ thuật một xíu. Chúng ta nộp đơn tại tòa thượng thẩm Superior Court, sau đó bên bị đơn đó mới nộp một cái đơn là xin tải lại, là vì tôi nhân vật quần chúng có đức figure, tòa xử tôi thắng việc đó là vì đó là cái lời tố cáo ác ý. Nhưng mà lên cái tòa Appellate Court đó, tòa kháng cáo đó, thì cuối cùng là bên kia không xuất hiện, cho đó tòa xử tôi thắng đương nhiên đã là việc tòa Superior Court. Tiến trình xử từ 2017 cho tới nay là 6 năm rưỡi, thì năm ngoái đưa tới cái thủ tục gọi là arbitration, là cái tòa hòa giải, tòa xử trọng tài đó, thì tòa trọng tài xử tôi thắng 1-0. Nhưng bên kia kháng cáo lên tòa thượng thẩm gọi là trial de novo, request hủy bỏ cái đó để xử tại trial. Cái phiên xử trial, xử án đó sẽ ra ngày 17 tháng 7. Sau xử án xong, tòa cần 3 tuần lễ để viết quyết định, và 3 tuần sau ngày 10 tháng 8 đó, tòa mới nộp vào cái bản quyết định của tòa 13 trang sau khi xử án phiên án tại Superior Court. Tóm lại là bác bỏ arbitration, sau đó lên tòa thượng thẩm xử ngày 17 tháng 7, và ngày 10 tháng 8 thì có kết quả nộp tại tòa.